Con chứ. Hello chào mọi người. Thì sáng mà. Chào mọi người nha. Chào cả nhà. Chưa để có người vô chào. Đúng mà chào đâu vậy? Không chào đi, như clip này. Đăng lên mọi người thấy mà. Luôn chúc mọi người một buổi sáng đầm đầy yêu thương, đầm đầy hạnh phúc. Hello mọi người. Lại cà phê sáng tán gẫu, bình loạn chuyện thời sự. Thời sự thế giới. Thời sự nó gọi là kêu bằng tả bí lù, đụng cái gì nói, là làm thợ đụng, đụng cái gì nói cái đó. Ok. Thì mình không có làm YouTube, cũng chẳng đúng rồi, chẳng đụng chạm tới ai mà cũng chẳng không có kiếm tiền. Đúng rồi. Quan trọng là không phải vì tiền. Không phải vì tiền cho nó, vì cái đó mình muốn nói vì cái này này, vì ly cà phê này này thì đường nào tôi cũng uống cà phê, cũng nói chuyện đúng không? Thay vì mình nói chuyện cà phê hai đứa thì mình nói chuyện cho mọi người nghe luôn. Đúng rồi, mình đăng lên mạng cho mọi người cũng xem đúng không? Đúng rồi đó. Chào mọi người nha. Lâu là cũng buổi sáng ra uống, mình cũng phải uống cà ly cà phê vào công ty được. Sáng đưa con đi học về rồi, giờ ghé qua nhà thì mời chú Cầm đi uống cà phê, mời đài Tả Cầm uống cà phê. Cách đây 40 năm đảng chính phủ gửi đài Tả Cầm, gửi cộng sản sang bên Mỹ cai cắm, bây giờ về đây phải phục vụ ngài thôi, phải đưa ngài uống cà phê. Cách đây ngày hôm kia mình cũng chưa lên live, mình cũng chưa nói cái cuộc mà đi lên về Tây Ninh chơi với lại bà con của Hải, tức như là hai cô dì, hai cậu dì chứ cậu. Thì ông ấy là chế độ về hưu nhưng mà thuộc dạng thương binh, rồi thương bệnh binh luôn, rồi chất độc và da cam luôn, cái luôn mà hai vợ chồng mà sống ở Tây Ninh, ở đó chỗ đó kêu ông gì, Dương Minh Châu. Thì cái cơ ngơi để mình up lên cho mọi người, cái cơ ngơi mà hai ông bà về hưu á, là tự đồng tiền của họ bỏ ra, họ canh tác rồi để dành, rồi xong rồi nuôi gà, nuôi tất cả những cái nông sản, nói chung là nông sản thì họ tích cóp, họ xây được cái nhà, họ mua được miếng đất. Trời ơi, nó rất ư là tuyệt vời luôn, nó rất ư là tuyệt vời. Ở phía sau xung quanh thì trồng những cái cây như là chuối, những cái thức ăn rau bùi xung quanh, nói chung là nhà quê và thuộc dạng nhà, nó thuộc dạng ngoại ô chứ không quê mày. Tây Ninh cũng gần đây mà, nhưng mà nằm ở trong trăm cây, xuống đây lên trăm cây, trăm cây thấy thực sự là hạnh phúc và thấy là thật thoáng mát, chỗ đó là thoáng mát kinh khủng luôn. Nhà nào giống nhau, nhà đó. Nào cũng sao mà nhà đấy bự lắm mày, nhà nó bự, nông thôn nhà nào cũng vậy, nhà giống to bề ngang tệ lắm, nhà bề ngang không là phải 10 thước rồi, bề dài ít nhất là phải 20 thước. Ở phía sau nữa còn trồng cỏ, rồi còn chuồng gà nuôi này nuôi kia nhiều lắm. Trời ơi, bầy gà của anh này nhiều rồi, quá trời là gà luôn. Trăm con. Trăm con hả? Trăm con. Nói chung nếu mà ở Việt Nam mà đi làm á, mà chi tiêu đúng mực giống như người Mỹ á, người Mỹ họ chi tiêu rất là, con thấy rất chỉnh chu, có nghĩa không? Đâu ra nó xài cái gì, xài gì rõ ràng đúng không? Xài lố rồi là... Tại vì sao, cái mức lương nó có hạn, anh làm cái gì cũng mức lương nó cũng cố định, nó không có chuyện mà bữa nay dày rồi tháng sau nó dọn lên giống người Việt Nam mình. Ví dụ như mình bị buôn bán khoáng sản hoặc nông sản tại khái gì là mì lúa gì cũng biết, mà tháng này nó chưa có vụ mùa, nó chưa có vô thu hoạch thì mà ít tiền, nhưng mà nếu mà vô thu mùa thì mà đây nó lại đột xuất, nên là có thể là một vài tỷ, ví dụ là vậy. Mùa mình không nói trước được, bởi vì cái thu nhập của người Việt mình khó nói, mà phải có một người nghe nói cái anh cha nào ở nước ngoài thống đốc ngân hàng thế giới vậy, chứ phải không bên đó. Họ nói là đất nước Việt Nam thì thật là thấy thì không nghèo, không có gì cả, nhưng mà cái vàng với cái tiền trong dân nó nhiều vô cùng. Nó gì, chính phủ nói một cách khác là chính phủ thì không có tiền, nhưng mà dân thì tiền nhiều lắm, tiền nhiều lắm. Mày cứ tính đi, mua cái xe khoảng chừng tỷ, tỷ rưỡi, nó đem tiền mặt cho nó đặt, nó lấy luôn, chứ nó đâu có một thiếu mua gì đâu. Nhà thì cũng vậy, khoảng chừng 500 triệu, 700 triệu, 1 tỷ, tỷ mấy lại là nó đem một cặp tiền lại anh chồng. Không có chuyện mà vay nợ với đằng kia. Cũng có chứ không phải là không, nhưng mà phần hình phần nó cũng hiếm hoi, mặc dù vô định như là công nhân rồi thì ok. Nhưng mà cái người già, cái người Việt Nam mình nó bồn cười đâu có chỗ nào. Họ không có... cũng bây giờ cũng đại đa số dân chúng họ không có thói quen nữa thì ngân hàng,
có nghĩa là họ được bao nhiêu là có kiếm cái tủ sắt họ bỏ vô họ khóa hai cốc rồi xem mà thôi. Ừ. Chứ không có cái dụng thói quen gọi điện với ông cô cậu gì mày đâu có biết ngày là cái gì đâu. Yeah. Không, tiền tao tao giữ bỏ cái xác thôi là thôi vậy. Thành ra vàng với tiền của nhân dân nhiều lắm, nó thẳng là nhiều đó. Và ở dưới mộ chỗ này ta thấy ở dưới đó thấy cũng xa thành phố cũng trăm cây chứ, nhưng mà thấy nhà nào cũng có chơi rồi. Cây vậy bây giờ nông thôn có người có ta chơi mày có hết à, mà nhất tức nhà lớn nhà ba chục phần năm bốn chục phần năm họ mua hết đến chúng tôi up lên cho coi. Dạ. rất là nhiều. Rồi, nói như vậy là để mình hiểu là cái đời sống của người dân ở nông thôn mà họ giờ đang cải thiện một cách đáng kể, và mình nói một cách khác là ai cũng giàu chứ, nó thẳng là ai cũng giàu chứ. Anh Hùng Trần hay lên mạng đó, cũng Việt kiều Mỹ đó. Anh đó anh ở cả bên Đông Âu rồi anh sang Mỹ, anh ở. Anh nói là anh đã ở Mỹ rất lâu rồi, anh về đây vừa rồi anh ở Việt Nam đấy. Anh nói là cuộc sống bình thường của người dân Việt Nam á, không hề thua Mỹ. Bóng này còn vượt trội hơn người ta khác đấy. Thoải mái tinh thần. Ừ, cả tinh thần ăn uống sinh hoạt đi không lại lo mọi thứ. Tại vì ở Mỹ mình phải hiểu rằng nếu mà làm công nhân cho hãng xưởng á, cái sự chi tiêu của gia đình họ rất là dè dặt. Ừ. Bởi vì nó rất là nhiều cái phải ra tiền hàng tháng. Thứ nhất là tiền nhà, thứ hai là tiền điện, thứ ba là tiền nước, thứ tư là tiền internet, rồi tiền cell phone, rồi bảo hiểm y tế, bảo hiểm xe. Sơ ta tính sơ 8 cái là 8 cái tiền phải trả. Đó là sơ nha. Còn cái gì phát sinh là chuyện với nhà nữa. Chuyện đó nhỏ, cái giống còn dưới điểm là trả tiền hàng tháng, ý muốn trả tiền tháng, trả tiền ga, trả tiền ga, đúng chung nhiều. Nói chung là tại vì đó cái sự chi tiêu của họ nó dè sẻn và cho phép người ta tiêu trong khoảng bao nhiêu trong cái lương đó. Để chỉ còn để dành tiền trả, không có tiền trả đuổi ra khỏi nhà sao? À, hôm kia con có người bạn hỏi nên là nói nên là quên nãy giờ. Mọi người có nghe rõ mọi người, bữa nay cảnh rồi xài cái Gojek đấy. Bữa nay xài cái này là rượu gắn vô không biết có sao rồi, có nghe rõ không ra tự nhiên. Mày đừng có xạo mày nha. Mày cho tao cất, mày cho tao miếng đất ngay chỗ mày trồng sứ đi. Mày ngon mày cho đi. Tao biết tao lấy gì rồi thôi. Ôi sao xạo. Thằng này xạo nổ mà nó nổ lắm, mà nổ mà bi 40 mà triệu cũng lỗi nó lại đó. Thôi, cứ nhìn tấm lòng người đã. Mọi người Việt Nam thường nói lầm thật đấy, không giỡn đâu nha. À, có hỏi ấy, mấy người về bên đó về đi chơi ấy, họ nói ở Việt Nam thịt heo ở Việt Nam ấy, nó cũng mắc như bên Mỹ, tức là giá ở Việt Nam cũng bằng bên Mỹ. Thì có hỏi cái thịt heo bên đó có ngon không, ở Việt Nam chứ nếu mà nó giá thì... Nói chung thì thịt heo với thịt đó bên đó về tất cả là thịt ấy, thì ở nước Mỹ nó rẻ hơn rau. Mua rau thì mắc hay chứ mua thịt thì rẻ. Nhưng ta nói mày rồi, tất cả các loại thịt cá hoặc là những cái mà đồ đông lạnh của nước Mỹ toàn đông lạnh không. Ừ. Nó không tươi và nó không ngon bằng thịt ở Việt Nam. Ừ. Ta nói mày vậy vì cho đó ở đây là chung quanh cái chỗ mình ở đây nè, thì hầu như là ở đây có nhiều người tầm món heo tại gia luôn. Ừ. Có thể là nó cũng có loại heo cũng có giám định của biết sẵn các cái là vậy, nhưng mà khi ta lấy heo ra, khi người ta xả cái miếng heo ra, cái thịt con heo nó còn nóng luôn. Ừ. Là nó mới quá mày không. Và cái thứ sung sướng cái thứ hai nữa là bây giờ là Việt Nam mình không ăn đồ cũ qua ngày, kể cả thịt hôm nay bỏ tủ lạnh qua ngày mai bán lại là không ai mua, nó lại rời miếng thịt rồi, nó thấy lạnh là nó không mua rồi, nó thấy lạnh là nó không mua rồi, dẻo không dẻo tay á, đại khái nó rành, nó mấy bà đi chợ rành lắm, mấy bà lấy tay chấm ngay đây là con dẻo dính tay là tức là thịt mới, lạ lắm mấy bà, mấy bà Việt Nam đi chợ là siêu phẩm rồi. Và cái thứ hai nữa là họ sang cùng cảnh mà tao ở bên kia tao khổ quá, tao ghét khổ này là khổ cái ăn nha, tao nói rõ ràng nha. Ở Mỹ thì có thể là mình đi chợ một tuần một lần, nếu mà còn đi làm đinh chi để mình mua đồ ăn về để mình trữ, mình nấu xong mình chia làm 6 ngày, từ thứ hai đến thứ sáu thứ bảy nghỉ, rồi nếu overtime thì làm tiếp, không có thì nghỉ, thì ngày nào cũng giống ăn một món như ngày đó là mới kéo dài hết một tuần, rồi xong rồi bắt đầu đi thứ bảy tuần sau mới đi chợ tiếp tục. Cái gì không cần ngày xa nghe được rồi. Thế thì nhưng mà ngược lại đây mà có nhiều người chảnh đó mày, đi chợ buổi sáng về nấu cơm, chiều đi chợ tiếp, không ăn buổi sáng, đi chợ buổi sáng không ăn buổi chiều, mà láo mày, láo. Tao mấy lần lên tao về tao liền mấy ngày đầu tiên tao chửi tụi nó quá trời, tụi mày ăn mày không có tiết kiệm nữa kia, trời tiết kiệm gì bác, trời cái bên nhà mình sẹt ra cái mình đi chợ mình về mình ăn, tội gì mới đi ăn không ngồi,
Và bởi vì thành ra nó hay là họ nấu vừa đủ buổi sáng. Thấy gì đó, cái gà mà làm sao biết mình ăn, sao biết mình nó vừa đủ buổi sáng, là coi gì không ăn, còn dư chút ít là đem đi đổ. Xong buổi chiều lết vài ba bước thôi ra ngoài chợ, rồi xong mua về nấu ngoài chợ. Sáng, mai sáng thiệt, quá nản. Như vậy là giả có thể tương đương nhưng mà nó không ngon bằng đúng không? Không ngon bằng được. Thì mình bây giờ nó mắc bằng là mắc có thể là, cho ngon hơn. Đúng không? Để không biết bày để trả lời. Để có nghĩa là như vậy nó rẻ hơn, thịt gà, cá bên Mỹ rẻ hơn là bởi vì heo cũng công nghiệp. Thì ở đây mình cũng nuôi công nghiệp, nhưng mà công nghiệp mình cái tạo nạc mình ít. Còn bên Mỹ kia tạo nạc nó sợ mỡ cho nên tạo nạc dữ lắm. Cái thứ hai nữa là gà. Gà thì biết rồi, gà coi như là gà Mỹ thì không có bằng tới. Gà 2 đô hả? Gà 2 đô nó quá dở đi, còn tính bởi nó rẻ là phải rồi. Làm sao bị được con gà ta Việt Nam thả vườn. Mà thấy rõ ràng mình coi sánh cọc hiểm quá. Một miếng gà đây thì ăn giá trị hơn miếng kia. Ví dụ có giống như kiểu như ở Việt Nam mình nó có cửa hàng gọi là KFC của Mỹ nó qua đó, thì nó nhập gà của nó qua đó làm luôn. Thì ta thấy tình trạng sức mua bây giờ là hình như mấy cái chỗ đó tiêu rồi. Có nghĩa là không, họ không thích nghi nữa. Bởi vì người Việt Nam ăn gà đó là lăn bột và chiên thì không có gì đặc biệt cả. Nhưng gà thì quá dở, nó bở quá, họ không thích ăn. Ngon mà nó muốn bán chạy là phải mua gà ta của Việt Nam mình à. Rồi xong đó làm giống như kiểu như gà của Mỹ, như là cái hàng Mỹ chiên giòn lên rồi lăn bột chiên giòn lên mới là ngon. Còn gà của nó bở quá thì ra người Việt Nam ăn một vài lần là họ chán. Không có vị gì hết. Không có vị gì cả. Cái cảm nói chung là cái người Việt Nam nó có cái gì hiếu kỳ, thấy lạ mới, mà cái gì có mang có ảnh hưởng về cái gì của Mỹ là họ được. Tây á. Của Tây á thì họ tới họ làm tham quan một vài ngày đầu để ta biết, nhưng mà ăn vài lần họ thấy chán là bởi vì không ngon. Vậy. Con đi Thái Lan con thấy ở bên Thái Lan là cái phủ mà sản xuất thức ăn chăn nuôi á, nhưng mà có thịt heo bên đó cũng không ngon thịt heo mình chứ. À không biết là Việt Nam mình nuôi bằng cách nào nhưng mà thịt của mình đậm đà hơn. Đúng rồi, cái miếng thịt heo mình đậm đà. Chào công lý nha. Này nó có cái này nè, ta ăn rồi nhưng mà tôi chưa ăn được cái này. Ở phía miền Cao Nguyên á, nó có một loại heo kia, một heo gì heo mỏi thì quá ngon rồi. Tao chưa ăn cái đó, tao tức lắm rồi. Bữa nào tao đi tao ăn được heo mỏi, heo lai, heo rừng, heo 1, heo 2 là ngon rồi, thịt cực ngon luôn. Ở bên Mỹ làm gì kiếm được con heo đó bạn. Có loại đó, người ta chăn nuôi lai giống heo rừng. Heo lai đó, chứ không phải là heo rừng thường chủng đâu. Heo thường chủng bây giờ đâu còn nữa đâu. Nhưng mà heo lai, heo rừng cũng ngon lắm mà chưa có ăn. Nói chung thì... Ở Long Thánh có. Một đất nước như Mỹ thì đất nước hiện đại và công nghiệp hàng mấy trăm năm rồi. Nhưng mà có những cái con người trở thành công nghiệp luôn. Đúng rồi. Con thấy bên đó là tuổi 40, 50 toàn độc thân không? Cái là đàn ông cũng độc thân mà phụ nữ cũng độc thân, mà phụ nữ có rồi mẹ đơn thân cũng đại đa số, nó thấy mẹ đơn thân không? Đúng ra là mẹ đơn thân là gọi là single mom nó nhiều. Còn những người con gái mà còn đi học rồi bắt đầu ra đại học rồi đi làm hay gì đó thì độc thân cũng khá là nhiều, nhưng mà không bằng single mom. Là bởi vì cái thứ nhất là họ sợ trách nhiệm, cái thứ hai là họ nếu mà có vợ có chồng mà có nuôi con thì cái sự mà giúp đỡ của nhà nước nó yếu. Cái lợi thế của Việt Nam, cái lợi thế mà nuôi con nó đỡ. Ví dụ như mà khi còn con thì có được xin làm đơn, xin được sữa phi, rồi có những cái tức là food stamp cho mấy đứa nhỏ ăn. Còn nếu mà đủ vợ đủ chồng thì nó khó khăn hơn. Khá là vậy thì nó né cái vụ đó, nhưng mà thành ra single mom nó né được mặt này thì nó là dưới mặt khác. Ví dụ bây giờ đàn họ single mom á thì là người mẹ đơn thân, không có chồng, không có giấy gì ràng buộc cả. Mặc dù họ ở nhà mấy đứa con nhưng mà không phải là vợ chồng, luật miễn là vậy. Từ hôm khi nào mà ra mà kết không có giấy tờ thì các bạn thì cái hạnh phúc gia đình nó dễ lung lay. Chồng hoặc vợ có thể là dẫn bồ bịch về nhà ngăn kia không được quyền ghen, đâu có ghen được, không gắn kết. Là lý do là tại vì mày với tao là cũng như là boyfriend thôi, là bạn bè là bạn thôi. Thành ra vậy chơi trước mặt cũng cười chớ quá thôi, không làm gì được. Cái gì cũng có mặt trái của nó cả. Thế thôi, thì bỏ qua vô đi. Mấy bữa nay thì tình hình là thế này, nó cũng liên quan đến là nếu như người Việt như thế thì không được, người Mỹ có thể nhập cư. Người Mỹ thì còn thường người Việt cũng có ít. Thì con nói là người Mỹ có thể được, là người Mỹ là hợp Trung Quốc, cho nên là
có thể là nhập cho nhập cư, hoặc là cho nhập cư bằng con đường là du học để mà tăng cái dân số lên. Nhưng người Việt Nam liệu có làm được việc đó không? Người Việt Nam không làm được. Cái theo tôi hiểu là cái Nga, cái nước Mỹ ngày xưa bây giờ thì nó quá tải rồi, có nghĩa là hồi xưa họ cho nhập cư ồ ạt là lý do là họ chỉ cần người dân làm mà đóng thuế. Cái nền công nghiệp của họ đang thiếu người cho nên vì đó họ cho nhập cư là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nó quá ồ ạt, cái cửa khẩu phía bắc của nước Mỹ, cái ngày giáp giới với lại California phía bên Mỹ đó, nó tràn qua quá trời, thì bây giờ họ có tính cách là họ ngược lại là họ ngăn chặn. Thì có những cái điều mà coi như nó quái quăm là ở chỗ là có những cái điều ngày xưa những người quân biên Việt Nam mình cũng qua thì nước Mỹ nó cũng chứa rồi bắt đầu nó cho dở. Thì bây giờ giữa người Mỹ hoặc là giữa người phía bên Angola cái gì đó đại khái mấy người Nam Phi Châu Phi gì đó họ qua họ cũng tràn vào, thì ngược lại những người mà được nhà nước Mỹ á hỗ trợ ngày xưa cũng vì vượt biên cũng đi đậu cũng di dân đại, thì hồi lên tiếng hồi chửi hồi rủa lạ đời không, cái là anh không nghĩ anh ngày xưa là cái gì, anh ngày xưa anh cũng đi qua một cái đường đó đúng rồi đúng không, mà bây giờ là anh chửi rủa người ta thì cũng có nhiều người bất bình kể nó tạp nhạp lắm. Nó bởi vì sao, nó không phải là một dân tộc thuần tỷ thuần chúng mà nó là ngoại lai và nó rất là nhiều sắc tộc, 100+ nước người sắc dân là cũng có đó mà đúng rồi, cho nên vì chỗ đó anh ra họ không có một cái tinh thần gọi là tinh thần dân tộc thẳng là vậy, không quan tâm đến không quan tâm với ai nguồn gốc. Chính cái người Việt mình bên đó cũng bị lây căng ở chỗ này, có nghĩa là mình cũng là một cái chủng tộc Việt Nam cũng không khác gì chủng tộc khác nào, có Mễ có nói chung Tây Ban Nha nói chung hầm mà làm lai giống là, lai giống đủ thứ là đúng thành không? Ra bây giờ Việt Nam mình bên đó cũng vậy, có nghĩa là tập thêm một thói quen để theo kêu bằng thời thượng á, ôi sao mày sống là mình mày biết mình mày tao biết mình tao thôi chứ không có nó không có cái sự tương trợ. Ở đây thì tao dẫn chứng cho mày biết là tương trợ, tao coi trên YouTube hoài à. Thì ta thấy có những cái thằng nó gọi là mình đặt ra là youtuber dạo, nó không có con mẹ cả, nó chuyên môn qua là nó đi quyên tiền của những mạnh thường quân giúp đỡ cho trong nước, có những người nghèo ví dụ vậy, nó có những cái chuyện mà lạ đời ví dụ vậy. Thế thì nó có những cái chuyện mà mình cảm thấy là không nghĩ tới, nhưng mà thực chất là mình phải xác nhận là một điều là người Việt Nam lúc nào họ cũng tương trợ một cách tương trợ cái đồng bào mình á, người Việt với người Việt ở trong nước á, họ thực sự là nhiệt tình. Tôi kể sơ sơ mà chắc là tôi kể ra tụi bạn cũng biết. Đặt trường hợp một cái ông á, ông là người ngư dân, ông đi thủy thủ thôi, ông bị lọt xuống biển trời 4 ngày mà ông không có chết, thì như là có thuyền hải quân qua của Việt Nam mình qua cứu ông về. Ông về thì mình mẩy ông bị nước muối bỏng rác miệng, nói chung là coi như thập tử nhất sinh. Thì tất cả mọi người đều hỏi thăm rồi thăm hỏi, thì có một cái youtuber nó tới nó đưa cho ông tiền mặt nha. Có mạnh thường quân biết sao mà đưa 400 triệu, cái chuyện này tất cả mọi người đều biết mà, họ không cầu xin, nhưng mà tự động cái người kia mạnh thường quân gom góp lại hay là của một người nào đó mình không biết, nhưng mà cái điều là đưa cho ông đấy một cọc 400 triệu tiền mặt đàng hoàng, tiền mặt đàng hoàng để cho ông ấy để mà trở về quê hương để mà tái tạo được cuộc sống gia đình. Đó là những cái trường hợp, đó là một trường hợp rất là nhiều. Có một cái nữa ta coi nữa, thì có một cái gia đình có 3 người và 3 người đó đều khờ khạo hết. Một người mà 2 chồng hết à, còn nhớ là 2 chồng phải, chứ có một đứa con nữa là coi như 4 người mà họ khờ lắm, họ sống chung mấy chục năm nay rồi. Thì có hàng youtuber nó vô nó hỏi sao đường một phát người ta cũng giúp đỡ bằng cách xây 3 cái nhà luôn mà. Nhà cấp 4 thôi, nhỏ thôi, nhưng mà xây 3 cái đem chi để cho 3 người ở. Có đó là cái gì, cái đó còn nhiều lắm, chứ mà không phải là cái chuyện đó thôi, ta chỉ lại cái ta cỡ một cái rồi. Cái đó chứng tỏ cái gì, chứng tỏ là cái sự người Việt Nam trong nước họ lúc nào họ cũng tương trợ lẫn nhau, cái đó là mình ngày thường đó nha. Còn cái ngày Covid thì còn khỏi nói nữa, tất cả mọi người đều tương trợ lẫn nhau, nào rau củ quả đủ thứ cái chuyện đó mình không bàn tới. Bởi vì tôi nói là nghe ở trong nước thì nó vậy đó. Nhưng mà khi ra ngoài nước Mỹ rồi thì mạnh ai nấy sao, bởi vì sao, nó không có cái sự ràng buộc trong xã hội. À, hiểu không? Hiểu không? Có nghĩa là giống như kiểu nhà mày ở trong số mày nó có một cái sự mà như là xã hội đoàn kết, ví dụ ở xung quanh mày ở anh ba anh bên xe quen biết gặp nhau uống cà phê mỗi buổi sáng, là ô ông kia bệnh tới thăm hoặc ông này ông này ông bị đột bột người mất rồi đi đám ma kia. Ở nước Mỹ không có cái vụ đó, cho nên vì chỗ đó là họ lúc nào họ cũng xé nhỏ ra, và khi con người ta không bị ràng buộc trong xã hội á thì họ là ngược lại họ sẽ dễ bị nó có gọi là bị xác động.
có thù tương trợ, tương trợ thì ra họ khó có thể rồi. Mà nói mình nó đôm nay cái là ví dụ như hai tiệm nail của người Việt đối diện nhau trong một cái bo thì chắc chắn là cái sự cạnh tranh không lành mạnh rồi. Mày mười đồng bộ á, tao 9 đồng thôi, qua đây nó ngộ em, có nghĩa là nó ra nó rời xa Tổ quốc á là bắt đầu nó xé nó bánh tà lông ra chơi, tao không hiểu nó làm sao khổ. Nói chung là cái truyền thống văn hóa mình nó đầm